Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người về mã sấy bát đũa đến từ nhà Be. Thì mã này sử dụng dung tích là 50 lít, thoải mái cho gia đình chúng ta sử dụng luôn. Sấy bát đũa thìa rồi là các cái dụng cụ nấu ăn trong gia đình. Đối với cả cái mã này thì chúng ta sử dụng rất là thích, sử dụng điện áp là 220V, công suất của nó là 400W mọi người nhá. Mã sản phẩm là ZTD50. Đó. A40Q5 đó là toàn bộ mã sản phẩm, và kèm theo đó là khi mà chúng ta sử dụng cái này thì là trong lượng rất là nhẹ nhàng, có 4,4kg đấy, đóng cả bao bì là vào rơi tầm 6,2-6,5kg. Mình còn chèn thêm xốp bìa cho mọi người nữa. Đối với cả cái kích thước của cái sản phẩm này thì là cái chiều ngang này của nó là 50,6 này, và cao là 42,2 và sâu là 38,5. Chúng ta để trong không gian bếp và tủ bếp này chúng ta xem có vừa hay không, thì chúng ta có thể là tham khảo thông số. Và đối với cả cái mã này chúng ta sẽ mở ngược lên trên này nha. Đó, mặt trước là nhựa trong suốt thì chúng ta để quan sát được thực phẩm bên trong. Đằng sau thì thiết kế với một màu xanh than rất là đẹp, màu này năm nay đang rất là hot. Tất cả bên dưới này sẽ bo inox hết nên là rất là sạch sẽ nha mọi người nhá. Đây, bảng điều chỉnh ở đây, bảng điều chỉnh ở vị trí này. Bên trong thì giá 2 tầng này, để bát đũa, bát đĩa nhỏ bên dưới đây, bên trên là đĩa to này. Đấy, rồi để dao thì kéo có khay để đóng hóa. Đấy, khi mới thì nó sẽ cố định bằng các cái dây thít như này, và chúng ta sẽ loại bỏ đi. Và kèm theo đó là nước chảy xuống thì nó sẽ chảy xuống ba cái lỗ này và thoát ra ngoài. Đối với cả đây, nó sẽ thoát xuống cái vị trí khay này và chúng ta sẽ lấy đổ đi. Nhưng mà để đầy được cái khay này sẽ ít, bởi vì bát đũa chúng ta sẽ, khi mà rửa xong chúng ta nó ráo đi rồi. Đó, và mình cắm nguồn điện rồi, sử dụng giắc cắm hai chân rất là tiện lợi cho mọi người nhé. Đó. Ở vị trí chỗ này thì nó sẽ là cái quạt gió nha mọi người nhé. Còn trên này là đèn tiêu UV thì sử dụng rất là đơn giản, thì mình sẽ đóng nắp xuống và dẫn mọi người cách sử dụng luôn. Đó, chỉ có một bấm duy nhất đó, và bên này là logo thương hiệu đây. Khi mà chúng ta bấm vào vị trí phần này thì là nó sẽ là chế độ đầu tiên, chế độ auto 90 phút mọi người nhé. 90 phút là kết hợp cả gió và cả sấy đèn tiêu UV tiệt trùng diệt khuẩn. Đó, mọi người quan sát ở bên trong. Khi mà chúng ta mà mở lên để lấy bát đũa ra, cho thêm bát đũa vào thì nó sẽ tự động ngắt. Đó, rất là tính năng toàn rất là cao, để xuống hoạt động bình thường. Tiếp theo sang chế độ thứ hai là chế độ chỉ chạy nguyên quạt gió 90 phút mọi người nhé. 60 phút, mình xin lỗi, chỉ 60 phút đối với phần quạt gió là chế độ thứ hai này. Nó có thể hiện bằng con số bên dưới rồi. Và tiếp theo ở chế độ thứ ba là chỉ sử dụng nguyên đèn tiêu UV, thì chúng ta cứ chọn vào trong vòng 3 giây để ở chế độ này sẽ tự hoạt động. Đấy, khi mà chúng ta đã sử dụng từ chế độ có gió sang chế độ tiêu UV thì nó sẽ chạy nó cái quạt gió tầm 1 phút là tự ngắt, và kèm theo đó đèn tiêu UV là nó sẽ hoạt động trong vòng 30 phút cho chúng ta. Mọi người muốn chuyển chế độ thì mọi người cứ bấm vào cái nút này một lần và tiếp tục này. Đấy, là nó sẽ tự động hoạt động. Rất là trong vòng 3 giây nhé. Đó, rất là đơn giản đấy, chuyển sang chế độ auto 90 phút này, bởi vì thường là mình sẽ sử dụng cái chế độ kết hợp này luôn trong một lần sấy. Và kèm theo đó là cái phần giá inox, giá này là inox 74 chống han gì, sử dụng thoải mái nhé mọi người nhé. Thiết kế rất là đẹp, đến từ nhà Be, sang trọng. Đối với cả cái mã này thì chúng ta sử dụng có thể là sử dụng kết hợp được rất nhiều việc trong gia đình. Nào thì là chúng ta sấy bát đũa, rồi là sấy những cái đồ cốc chén, rồi kèm theo đó là ăn nhà có trẻ em chúng ta cho bình sữa thứ vào sấy để tiệt trùng trước khi ăn uống sử dụng, thì là nó rất là đảm bảo đúng không ạ? Đấy, anh chị em nào mà chưa sắm được hãy nhanh tay đi sắm ngay ở dưới góc màn hình nhé. Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người.